Chào các bác, hôm nay em đến cho các bác một sản phẩm, đó là chiếc nồi Hitachi có mã là RZ AV3000M. Đây là chiếc nồi VIP nhất của hãng Hitachi. Chiếc nồi rất đẹp, nồi màu trắng. Đây là dòng VIP nhất của hãng Hitachi. Màn hình nét rất nhiều các chế độ nấu, chạy rất êm luôn. Hẹn giờ buổi sáng, buổi chiều giữ ấm, mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Và chiếc nồi này nấu cơm ngon nhất ở chế độ 90 phút, nấu cơm ngon nhất ở chế độ 90 phút. Các bạn phải xem kênh nhé, cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký kênh. Cực kỳ chất lượng luôn. Rồi, rất sạch luôn. Nằm sọ rất đẹp luôn.